Ôi nhỏ con gái nữa, con gái cũng mất đó, nhỏ con gái đó. Đó. Nhà ông ba. Ừ, ổng đó, rồi bà nhỏ con gái đó. Ở dưới này thờ hai vậy? Vậy chứ giờ chặt còn, quá, làm dạ. Gì hỏi chứ làm sao ấy. Đó thấy không? Gái là bà ba mất năm nhiêu tuổi? Này nó mất này là nó gần 40 tuổi rồi đó. À, mưa nực. Mưa thì lạnh, đúng này, không? À, gió, gió bắc á. Ừ. Đi chết một, thấy không? Đồ, có sao thấy không? Thấy khỏi. Dùm cái máy này cô bác với anh chị không biết nói sao luôn á. Nè. Thì đó, vậy đó, vậy đó, tiêu trơn vậy đó, ở đỡ vậy đó. Nè, đây nữa nè. Ờ. Có nghĩa là cái miếng dán này là nó tạm bợ lắm. Này tạm bợ quá. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì vào hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại dưới một cái cầu gọi là cầu Cái Tàu Hạ, cô bác quý chị thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì tìm đến đây để tìm đến một bà cụ mà được người dân ở đây có giới thiệu rằng là bà đã sống rất là lâu ở trên ghe rồi. Thì để thực hư như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ anh em vô cái. Ôi ở đây ngay cái nơi tập kết rác luôn nè. Ở bên đây thì nhãn. Đi đường nào quá bà? À, đi đường bên kia hả? Dạ. Biết bà qua được bên quay phim kêu bà ba lấy tóc lên cho đẹp đẹp. Con chào bà. Con chào bà ba hả? À, bà ba đang làm gì đó? Ê, làm cho chai nè. Dạ bà ba lượm dây chai hả? Ừ. Bà ba làm cái công việc này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu hả? Dạ. Là có nghĩa là gác tập kết lại đây là bà ba? Thì lượm mấy ông lượm đây, đem đây tôi lượm bậy bỏ đây nè. Dạ. Dạ. Bà ba là sống mình hả? À, mình à. Có mình mà bà? Có đứa con nữa, đi làm công ty rồi. Cái thằng nó đi làm rồi, có mình tôi ở nhà. Ổng chết nữa. Ông ba mất rồi? Mất này 5-6 năm rồi. Dạ. Bà ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Người ta gần 70 rồi. Gần 70 tuổi. Bà ba lượm gác gì bán ngày được nhiêu tiền? Thì lượm nhiêu gom từ bữa nay, gần 10 bữa nay có nhiêu đó đó. 10 bữa nay được nhiêu đó? Gom được có nhiêu đó đó. Ngoài cái công việc mà nhặt gác thì bà ba làm gì nữa? Thì rửa chén, rửa tiếp nước cho bà bãi cả. Dạ bà ba ngồi đi, bà ba cứ làm không sao chứ. Ờ. Rồi bà ba không có mang khẩu trang vô hả? Có này nè, bà bỏ túi nè. Bà ba nói bà ba 7 mấy? 70 rồi. 70. Hôm nay là 70. Ồ, ông ba thì mất 5 năm. Ông mất 5 năm rồi. 5 năm thì ông ba mất lúc bao nhiêu tuổi bà ba? 65. Dạ. Ông mất bà ngồi đi, không cần đứng đâu. Ông mất hồi 65. Bà, ông ba mất 65. 65 tuổi nay ông 70, ừ nay ông 70 nữa rồi. Ông ba sao mất? Ông bệnh. Bệnh gan. Dạ. Con nghe cái anh quý giới thiệu dân địa phương ở đây á. Dạ. Thì là bà ba là sống trên ghe. Ở đây là gần 40 năm đó. Sống trên ghe hơn quá. Ở hồi được cái chợ này chưa có làm gì hết trơn rồi á. Rồi tôi lại ở đẳng một chập rồi lại đằng cầu rồi dở cầu một chập là hai chập là thứ ba nè. Ba lần gì? Ba lần lại đây đó. Ở chợ này gần 40 năm rồi. Là cái công việc chính là rửa chén với lại rửa chén với bưng nước cho người ta đó. Còn cái công việc mà thu thập rồi quẩn thì đi lượm cái này. Gánh đi lượm này gom này đó. Bán khoảng 10 ngày thì cái đó được khoảng bao nhiêu tiền mà bà? Có nhiều đâu, trăm mấy gì vậy? Đừng trăm mấy. Ừ, trăm chứ gì. Con chai. Của bà ba đi làm cái gì? Làm công ty cá. Con của bà ba ở chung với bà ba chứ? Ừ, có thằng con trai, chung với tôi con thằng đó. Có một người con trai một thôi? Ừ. Nhiêu tuổi bà ba? Hôm nay cũng không... Nay 30 rồi. 30. Nay 30 rồi. Có vợ chưa? Chưa. Ông chưa vợ con vợ chứ. Hay là ta thấy mình khổ quá. Thấy khổ không ai ưng kiếm ưng mình đâu. Dạ. Là trước đây là bà ba với ông ba là cưới nhau rồi ở trên ghe luôn thì sao? Ờ thôi không về cái ở ghe đó vợ luôn á. Là thay bao nhiêu xác ghe bà ba? Ba xác ghe rồi đó. Chứ ghe nào? Cái ghe này là cũng từ mấy người ở trên thành phố cho nữa đó. Dạ. Ở ngoài chùa Cô Lạc á. Bà ba có sổ hộ khẩu gì không ta? Có. Có sao hộ nghèo không? Không, không có hộ nghèo. Ủa sao kỳ vậy? Nó nói mình không cho hộ nghèo. Có hộ nghèo mà rút hộ nghèo rồi. Khổ hả? Hằng ngày làm gì đủ ăn không bà? Thì ngày nào sống ngày đấy vậy đó.
nào sống ngày đó. Ngày nào làm đúng sống ngày đó. Dạ. Cứ lượm mấy chai nhựa này. Nhựa này bây giờ là nhiêu ký? 4.000. Mấy chai gì là 4.000 nè. Dạ. Rồi nó con thấy nó hôi quá bà ba. Thì hôi phải gắt, cái này phải hôi rồi. Sáng là rửa chén là được nhiêu tiền nữa? Ngày có mấy chục ngàn bạc chứ gì mà ngày á. Dạ. Rồi tiếp nước cho ta, bưng nước cho ta bà bái. Là hết nhiêu ngày công là bà được nhiêu tiền? Ngày có mấy chục ngàn à. Vì cái này ít cũng ít ai uống á. Rồi dạ. Cũng ít người. Là bà bưng nước bà bán cho ta hả? Thì có nước ai lại uống thì kêu bưng cho ta. Bà bán? Ừ, bà lẳng làm tôi bưng. Người ta làm bà bưng giùm. Ừ, bưng. 70 tuổi vẫn còn lao động ha. Chứ không bằng lấy gì không? Thôi như... Rồi bà với ông ba là không có đất. Rồi ông ba mất rồi, ông ba chôn đâu? Thiêu. Thiêu hả? Thì rồi cốt ba để vô... Gửi chùa. Gửi chùa. Rồi cái tay bà ba đưa con coi coi, đưa tay con coi với anh. Vừa hết à? Bà không mang bao tay sao? Không có mang bao tay. Sao vậy? Thôi làm xíu bao tay. Chút nhầm khi có kim tim rồi sao? Không có ở đây, mình không ấy, không có đâu. Trời ơi, khó quá. Bà ba làm hồi sáng giờ được bao lâu rồi? Thì sáng giờ bưng nước hết rồi, lâu hồi mới chạy lại đây làm, quẩn lại đây làm nè. Không nghỉ trưa luôn hả? Mấy ông lạ là dẹp đằng để sợ Tết nhất tới nơi rồi nè. Yeah. Biểu mình dẹp chỗ này nè. Giấy nè. Ừ, đó thì bó giấy luôn đó. Được cái bếp ga hả? Ừ, bó hư rồi. Rồi này là người ta cho nè. Trời ơi, khổ vậy. Ta cho từ cái này cho cái kia, cái thái ta cho. Yeah. Bà ba dắt con đi xuống ghe mới được không? Được. Không có, không sao mà. Bà ba chịu được mà. Dòng xuống đó đi, sạch hơn đây. Nước lớn là ghe neo vô trong hay sao bà ba? Nước lớn kéo vô. Nước gồng đẩy ra. Nước gồng đẩy ra. Chiếc ghe này là được mấy năm? Khoảng 10 năm rồi ạ. Chiếc ghe này khoảng 10 năm. 10 năm. Gốc quê bà ba là ở đâu? Ở Sa Đéc. Sa Đéc. Sao phải trôi dạt tới dưới này dữ vậy? Trời ơi, sống ở trên nhà sống không nổi, mấy xuống đây sống nè, ở nhà sống không nổi. Dạ. Rồi xuống được không? Dạ được. Có. Không có đâu, con không có Covid được. Xuống không? Dạ con xuống với bà chứ. Thôi mở chút đi. Thôi để con lội chân không. Lội gì bất công. Dạ. Lội gì bất công. Lẽ rồi, kéo vô vậy. Bà ba có cây xào gì không? Có đưa cái cây, con nắm cái cây thôi. Đừng. Ê, chắc. Được, không sao. Rồi bà ba, rồi dây đâu nèo? Có rồi. Trời. Rồi xuống đi. Rồi việc ở sống trên ghe rồi vệ sinh làm sao? Vậy đó, sống vậy đó. Dạ. Chén lại đi. Chén này chén mặn cơm hả? Ừ. Ủa sao dơ quá giờ bà ba? Đâu có cái đó là bỏ cái không ấy. Cái này bỏ rồi hả? Bỏ. Thì tắm cửa ở đâu bà ba? Thì nước đầy xuống sông là tắm rồi. Xuống sông tắm. Múc nước, nước đầy nó múc xương nó múc nước tắm. Múc nước dưới sông này tắm. Dạ. Còn mà vệ sinh. Vệ sinh đi lên cầu. Đi trên kia. Bên kia. Rồi ngủ ở dưới này luôn. Rồi ngủ vậy đó. Các bà vô cho con vô luôn tham quan luôn rồi với. Ghe này mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Ôi sao ghe này dài quá vậy? Bà ba. Hả? Sao con thấy ghe này dài vậy? Thì nó dài. Đâu dẹp đó giờ có đại tiếp khách không hả? Khách đâu có đại nay thằng có thằng trai đi bạn về nè, ghe nè, vô coi đi. Trời chiếu của bà đó hả? Khổ không? Dạ thấy khổ chưa? Chào anh. Nói đây nè, nói đi bạn về nè. Cái mùng này đó này, chỗ này là ai ngủ bà? Tôi ngủ. Trời ơi, ngủ chiếc chiếu thấy khổ không? Không dạ thấy khổ không? Công gì luôn hả? Ơi ngủ ở chỗ này. Ơi chỗ này nấu ăn. Ơi
Rồi ngủ đây rồi quay qua đây là ăn luôn. À rồi đó, chiều ăn đó quay vô buồn ngủ đây luôn. Hôm nay bạn cơm với gì? Ăn bậy bạ có con gì đâu. Thử xem nha. Ờ coi đi. Trời ơi. Đó ăn gì đâu. Cái này là gì bà ba? Bậy bạ cho ruột heo á. Ừ. Sao nó khét hết trơn vậy? Ờ tôi sợ hơi khét. Còn cái này cơm. Cơm. Nấu bằng lò xô luôn. Lò xô. Này đây. Đó vậy đó. À này tôm. Ờ. À. Với hộp vịt. Đó ăn vậy đó. Rồi rửa chén ở đâu bà ba? Đi xong luôn. Ăn rồi xuống sông rửa vậy, xong rửa luôn vậy đó. Cái mụn gì đó hả? Ờ. À. Sao con thấy nó đen thù lùi vậy? Thì mình bỏ đó, tết rồi bỏ đó. Không có tiền mua lại hay sao? Tiền tao mua. Không có tiền mua luôn. Đấy. Mụn của bà ngủ đây. Đây. À. Đó. Coi đi. Chào em hay anh ta? Em đi. Năm em. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 30 rồi đó. 30 đó, ổng đó, ổng đó. Ồ. Ô, nhỏ con gái nữa, gái cũng mất đó, nhỏ con gái đó. Đó. Em ba. Ờ, ổng đó, rồi bà nhỏ con gái đó. Ở dưới này thờ hai gì? Vậy chứ giờ chặt quá, dạ. Làm gì hỏi chứ làm sao vậy? Đó, thấy không? Gái là bà ba mất năm nhiêu tuổi? Này nó mất này là nó gần 40 tuổi rồi đó. Mà lúc đó mất bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Sao mất bà? Nó đi mần Bình Dương xe đụng á. Trời ơi. Rồi bỏ luôn, nó không thường bòi chân á. Trời ơi. Rồi tới giờ tôi đem về tôi nuôi đó, tôi thờ nó đó. Là cách đây bao nhiêu năm rồi? Nay hôm nay nó là gần nó 39 tuổi rồi đó. 15 năm rồi. Ừ. Anh tên gì? Em tên gì? Bùi Văn Đông. Bùi Văn Đông. Đông ngủ đâu? Đây là nó ngủ đây nè. Đông hôm nay đi làm cái gì vậy? Làm tư cá nó mới về nghỉ cho mới nghỉ. Đông năm nay nhiêu? 30 rồi đó. Năm nay cũng 30 hả? Anh Đông 30 ha. Ừ. Chưa vợ chưa con gì đó. Anh Đông là làm nuôi mẹ hả? Ngày à. Làm được nhiêu tiền? Ngày 100 mấy gì đấy. Đây ngày cứ 100 mấy hả? Ngày 100 mấy. Thì Tết có thưởng không anh? Tết nhiều, nếu mà làm nhiều anh có thưởng còn ít thì... Anh làm cái nghề này lâu chưa? Cũng mấy năm rồi, mới 3 năm à. 3 năm. Trước đây anh học ngành gì? Tại không học gì á. Nó bằng ổi đây nè, trong ổi đây nè, vô thùng đó. Dạ. Rồi làm xa, cách đây xa không? Cũng gần đây nè. Đâu xa rồi, gần đây nè, đi đâu xa gì đâu. Gần đây ha. Thấy khổ không? Bà ba nói câu thấy khổ không rồi ha. thấy khổ. Con nhìn là con biết khổ rồi. Gì? Con thấy bà ba quá khổ luôn. Thấy không, thấy quá khổ không? Ở bên đây thì thờ người thân. Bà thân đó, với nhỏ con gái đó. Người chồng với lại người con của bà. Rồi con gái luôn. Gái là anh là hay là anh nhỏ chị nhỏ này chị thằng này chị của anh bởi vì gần 40 rồi đó. Ừ. Chết vào hồi 25 tuổi đó. Rồi cái này là mẹ Quan Âm, thờ mẹ Quan Âm. Mà cái bưởi này đâu có, cái này người ta cho. Ta cho hả? Dạ. Thờ mẹ Quan Âm với lại ông Địa hả bà ba? Ông thằng Tài. Ông thằng Tài. Tài ở bển đó. À, em chưa con thấy chứng thương á. Thôi dùm cái máy này cô bác với anh chị không biết nói sao luôn á. Nè. Thì đó, vậy đó, tiêu trơn vậy đó, ở đỡ vậy đó. Nè, đây nữa nè. Ờ. Có nghĩa là cái miếng dán này là nó tạm bợ lắm. Này tạm bợ quá. Cái này cây bạch đằng. Bạch đằng này làm nó cái kè vậy đó, rộp mình mũ lên vậy đó. Cái ghe này lúc trước ta mua cho mình nhiêu tiền bà ba? Hồi đó cái ghe mua không hay 4 triệu. Dạ. Rồi sửa lại 10 triệu. Người đóng rồi trong tay xuồng nó đóng rồi cái người cho là người ta trả tiền ha, là 10 triệu. Cái ghe này mua 4 triệu. Dạ. Đây là khoảng 10 năm rồi. Dạ. Dầm nước nè. Ở đó hay nước nó vô bình định đó. Ừ, phải tát ra. Phải tát, bữa nào cũng tát ra vậy đó. Ngủ nguyên đêm là nước lên cao không? Tát hoài. Nằm chút cái vậy tát giật mình nó vậy tát chứ đâu dám để nước ngập lên sao? Ồ. Khổ lắm cho chơi với ghe tôi thì họ không có thấy sung sướng đâu. Nước vậy ha, ngủ một giấc vậy rồi giật mình thức dậy là vậy tao tát đó. Bao lâu thì nó tràn lên tới không có đó. Lâu vậy đó, không có nhiều nữa là phải tát. Phải tát chứ, tối phải tát. Đồ nặng quá không thấy là nó chìm. Ừ, để lâu không thấy. Anh Đông hả? Anh Đông có một mình anh Đông ngủ bên ngoài này thì có mình nó hả đó. Ơi ngủ ngoài này mưa sao anh Đông không ngày nào đâu đi đâu chuyện bình thường mà
tạc không? Không. Tạc hay giường ngủ? Ngủ ở đây ấm không anh? Không được. Bữa lạnh bữa nực. Mưa thì lạnh đúng đây, không? À, gió gió bắc á. Ừ. Ý chết một thấy không? Cổ có xa thấy không? Thấy cổ. Không có đâu. Không có đâu. Một người không sao không sao không sao đâu. Đâu có gì đâu. Thấy cổ không? À. Thôi ơi. Xin lỗi bà ba nha. À trời ơi, đâu cái đâu. Gì? Xin lỗi bà làm gãy miếng dán bà. Trời ơi, rồi cái em nhầm gì chứ trời. Ờ 15 năm trước thì bà nội đau mất con. Ừ. 5 năm sau thì là mất chồng. Ừ. Bây giờ thì hiện nay còn có Hai mẹ con. Anh Đông thì phải lao động nuôi bà. Thì lao động nuôi tôi hàng ngày đó. Thì hiện nay thì có dư đâu có dư giả. Đâu dư giả, ngày nào sống ngày lấy gì đó. Không có đất cát không bà hả rồi? Không. Không không có đất cát luôn. Bà ở đây ba gần 40 năm rồi đó. Quá lâu. Bởi ai cũng nói tôi ở đây thiệt lâu mà bà con cô bác thương, không ai mà gây lộn ai chăng nha. Dạ. Ở đây không biết lòng ai chứ, bà con cô bác thấy thì thương. Thấy bà ba đẹp gái quá. Cái gì già đến mồ. Nhưng mà chắc ngày xưa bà ba trẻ đẹp á. À, ngày xưa nhiều cũng nhiều người để ý lắm. Ông ba là quê ở đâu? Ông quê Bến Tre. Dạ, cơ duyên sao ông ba bà ba gặp nhau? Rồi ông đi buôn bán vậy đó, buôn bán là gặp tôi. Buôn bán ở trên ghe? Ừ, rồi sống ghe luôn. Ba mẹ bà ba được mấy chị em? Có người à? Ba mẹ mất hết còn mất gì? Lâu lắm rồi, mất hồi đó mất gì lâu lắm rồi, ổng đang cả trăm tuổi rồi. Còn cái người chị hay là người em? Người anh. Người anh. Anh đây cũng bảy mấy rồi. Còn sống. Bà còn. Sao mà ông về rồi sống? Thôi ông già ông cũng khổ ông chết rồi, vì mình có chồng mà theo ông chi? Mình. Cái người con của bà ba, người con gái á. Dạ. Mất thì thiêu luôn hả? Thiêu luôn. Cũng gửi trong chùa luôn. Gửi chùa. Người ở đây phơi đồ phơi đạc sao bà ba? Phần trước đó, chút trước vậy đó. Mỹ trước kia nữa hả? Ừ, khúc mũi trước đó đó, đóng lỏng khúc trước đó. Anh Đông dẫn em đi ra trước được không? Đâu vậy, mở mũi rồi đâu. Đó, đi ra đây đi. Đi đi. Trời ơi, đi đẩy, trời ơi, ghe chắc lắm mà nha. Mình cũng nhẹ ký lắm. Đó, ghe chắc gì lắm, đó, giờ coi đi. Trời ơi, chắc gì con thấy đụng tới đâu là gãy tới đó à. Chắc vì nó ghe tốt mà. Đó, à, thấy không, đó. Rồi đi. Đụng tới đâu này. À, phương hồi trước đó đó hả? Ừ, phương chút nước vậy đó. Bà ba đâu có phương tiện di chuyển gì hả? Không, vậy ra khơi trước vậy rồi đó. Anh Đông đi đâu rồi? Ở đâu đâu? Đâu? Đi cầu hả? Không đi cầu hay gì vậy? Rồi không có ghe cộ gì hết. Ờ không có xe cộ gì hết. Không. Mới bước gãy nè cô bác của anh chị. Đây có đúng giờ không? Họ mà mai không đúng giờ hay nè. Nhìn mới thấy nè. Có đúng giờ không? Không, bà ba ra đây ngồi bà ba. Đây. Không thấy nực đó. Nực không? Nè, miếng này. Thấy không? Thấy cảnh này giàu không? Quá giàu. Giàu hết đứa. Dạ, chắc giàu tình cảm nhiều. Hôm đó kỳ bà ở trên thành phố cũng đoàn dẫn thứ ra vậy, dòm ghe vậy đó. Dạ. Rồi bà thấy xuống ghe nước rồi cái bà mua ghe bà cho nè. Cái đoàn ở thành phố á. Ăn uống là nó có một cái khu, một miếng dán nhỏ nè. Ờ. Một nè. À. Có hai găng tay à. Có ừ. Nhiều đó nè. Không tới 5 tấc nữa. Vậy đó. Không 4 tấc thôi. À. Là nơi ăn uống. Ủa, có tôm nè. Tôm nó mới cho bên cồn quá. Mới dục đó đó. Tôi nói chơi đó, chắc người ta cũng mới cho bà ba. Trời ơi, tôi nghĩ bên cá, hồi xích cá đó. Cho lần mấy con vậy đó. Di chuyển ở trên xuồng á. Ôi trời, thấy ra khổ không? Thấy khổ không? Dừng ra thấy khổ không? Di chuyển ở trên xuồng bà ba là phải khom. Đâu có thẳng lưng được đâu. Thì bả vậy như vậy đó, đó, vậy đó. Bà ba có ước muốn gì không bà ba? Ước muốn gì giờ? Lên cầu ngồi bà ba ơi, ngồi, bà ngồi đói tội quá. Đi lên cầu. Đi lên đánh đi. Bà ba có ước muốn gì không?
ông muốn gì giờ mới nghe có chỗ ở thôi chứ giờ biết gì vậy? Có chỗ ở mà đất đâu ở? Bà có ghe vậy nhỏ nhỏ gọn vậy được rồi, ở vậy được rồi. Trời ơi. Thấy khổ. Khổ quá ha. Thấy khổ không? Bà ba hỏi thấy khổ không? Ngồi ngồi đây nè. Ngồi cầu quán này đi. Ê, lên quán nội. Thôi ngồi ở đây đi bà. Ngồi chút xíu đi. Trời đất ơi, lên cầu ngồi đi quán nội. Ngồi đây đây. Nông nốt tiêu ta. Đi đâu rồi mấy? Đi cầu quá. Đi cầu tốn tiền không? Đi vệ sinh tốn 3.000. 3.000 lần. 3.000. Ngày mà đi cũng tốn tiền. Nước uống là mình mua bình đó mà ba. Mua cái bình cái thùng. Ba ngồi xếp đây nè. Bình dạ. Sẵn á. Ngồi đợi chân xuống để thôi nó tê chân bà. Trời ơi đâu có gì đâu. Con hỏi thật bà có ước muốn gì không? Ờ giờ không muốn gì, đang giờ có ăn với nhà ghe đựng dột thôi. Ăn? Ờ như vậy thôi chứ không đựng dột thôi. Ghe đựng dột là phải có ghe mới rồi. Gọn á, đựng bự dày được à. Ờ. Bữa ghe nhìn thấy bên cái mẹ sườn á. Thì đó, hư đó. Nó bị mục hết à. Thì nó mục lâu 10 năm rồi đó, bị hồi mua ghe cũ á. Dạ. Hôm nay thì con được anh Quý giới thiệu. Tại vì anh Quý thì cũng thấy thương bà ba. Ờ, thấy tôi nghiệp thương, giờ dạ. Thấy ghe khổ quá. Con cũng thấy thương bà ba ghê. Gần Tết rồi, đã có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Chưa có chuẩn bị gì cho, có gì đâu chuẩn bị đâu. Để sao vậy? Thấy đâu hay đó, bằng ngày nào hai ngày lấy. Bằng ngày nào ăn ngày đó hả? Ngày nào hai ngày lấy. Bây giờ hiện nay Tết có dư tiền không? Tiền đâu bằng gì dư. Như đây ta cho gạo, để đâu Tết người cho chục gạo vậy đó. Ở gần mấy người mà thấy khổ người ta cho gạo. Ta cho người 10kg 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 5kg nước tương nước mắm vậy đó. Dạ. Chỉ ước được cái ghe nhỏ thôi. Gọn vậy thôi được, ở được rồi, đừng rộng quá, già không thấy đường nữa. Mệt lắm. Họ đuổi tới luôn luôn cũng mệt. Còn đợi đuổi luôn cũng mệt. Khổ đuổi thì giờ về đâu. Hàng ngày thì già nhặt ve chai bán với lại. Đó lượm ve chai đó gom từ sáng giờ đó, mần bà hết buổi rồi cái quở cái chạy ra làm đó đó. Dạ. Không ngủ trưa ngủ ngơi không, luôn. Không ngủ ngơi chân lo mần không ngủ ngơi. Mần người ta đâu dám ngủ đâu. Ngủ buổi tối cái lắc lư sao. Trời ơi sóng tạo lắc nhiều hiệu đổ hết trơn văng cái thùng nước dưới sông luôn. Trời ơi. Mấy cái ga mà cái cát á. Dạ. Ôi hôm nay thì con đến đây. Dạ. Con được anh Quý giới thiệu. Dạ. Con cũng thấy có hoàn cảnh mà cực kỳ khó khăn. Dạ. Đó. Thì lại đơn chiếc. Dạ. Chỉ còn hai mẹ con thôi. Dạ. Gia đình 4 người mà chỉ còn lại hai người. Dạ. Và đến nay thì cũng có may là anh Tông cũng có lao động một phần giúp đỡ cho ba. Nó mặn nó nuôi tôi hàng ngày đó, nó nói ngay mặn mấy người kêu ổi vô gỗ vậy đó. Dạ. Đi mà ngày nào sống ngày nấy. Ừ. Bữa nào. Dạ. Hôm nay thì con đại diện cho anh Thanh. Là dạ. Việt kiều Mỹ. Dạ, dạ. Một vị mạnh thường quân giấu tên ở Canada. Dạ. Anh Thanh gửi cho bà 500.000 đồng. Dạ. Mạnh thường quân giấu tên ở Canada gửi cho bà 500.000 đồng. Dạ. Là 1.000.000 đồng hôm dạ. Nay con gửi cho bà. Cảm ơn nhiều nghe. Dạ. Đó là anh Thanh Việt kiều Mỹ với giấu tên ở Canada đó bà. Dạ dạ. Mong cho bà ăn Tết nha. Dạ cảm ơn. Rồi hôm nào con xuống con thăm bà tiếp nha. Rồi rồi. Chịu không? Chịu. Vừa hồi xin chân thành cảm ơn anh Thanh là một người vậy, vậy cảm ơn một mạnh thường quân dấu tên ở Canada đã ủng hộ cho ba. Cảm ơn mấy anh ngoại bà con cô bác ngoại, cảm ơn nhiều lắm nha. Nhờ mấy anh cũng giúp đỡ cũng mừng lắm. Dạ. Dạ. Đã ra trao cho bà 1.000.000 này bà có thể ăn Tết được rồi. Dạ dạ. Hôm nào thì con có dịp gần Tết con có thể xuống thăm bà nữa ha. Gần Tết nha. Ta xuống nha. Rồi, chào bà ba. Rồi, chào ba. Rồi, cái này nè. Dạ, để chào. Để về ấy. Không, bà đứng té đó đi. À. Không, con đâu sợ té đâu. Tôi sợ té đây đâu. Ờ, đi vòng vòng vậy đó hả? Ở ngoài hả? Dạ, ở ngoài. Đi được, đi mấy trên, xích trên nè. Quát với anh chị. Ờ, vậy. Cái xuồng, cái be xuồng á, cũ kỹ trên cái vách kìa. Cô bác của anh chị không biết thấy cái vách nó mục không? Bà ba này khổ quá. Mình gặp nhiều hoàn cảnh trớt yêu ha. Ôi ơi nước ở đó kìa. Dừng díu đó. Nước thải á cô bác của anh chị.
bà ba nước thải đó đi xuống đó hả? Cái bãi đi xuống á. Đó đó là bên đó đi qua đó đi xuống đó. Dạ. Ủa sao bà không chọn nơi khác bà neo? Hả? Không chọn nơi khác neo đậu mà ngay chỗ nước dòng nước thải đằng kia luôn kìa. Thôi đây 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 đậu này được mấy đậu được bị bánh xuồng đó lên xuống. Ghe của bà ba thấy kìa. Trời ơi, mục hết rồi. Mục rồi đó. Nãy em bước xuống chút xíu là trật chân rồi. Giật giác à, giật mình. Thấy cho biết vậy khổ. Dạ. Thôi chờ cô bác quý anh chị nha. Nước này chảy xiết ghê á. Ê, đó bên đó có ông bà lên đó. Đi Sài Gòn hả? Ồ, nhìn đẹp ghê ha. Là kênh gì? Em Bùi Hồ TV. À, chứ rồi đi với anh Năm đi nấu cắm không? Ông nào mất cái camera. Bạn em. Phải không? Dạ. Kiếm được không? Không, mất luôn rồi. Đó đi với Hoàng Châu với Năm phải không? Dạ. Đi xuống núi cắm phá hàng đó. Dạ. Tôi coi kênh của anh Năm vậy. Dạ, năm bạn em. Bà ba. Hả? Anh biết hoàn cảnh của bà ba đó không? Bà ba thì cuộc sống bà thì bà ở dưới ghe vậy đó. Ví dụ cũng không có việc làm. Dạ. Lớn tuổi rồi đâu có chữ thì cũng ít. Dạ, cũng ít biết á. Bà chỉ làm bưng nước đồ phụ tay đó hả? À. Ở đây mà gì thì đâu có làm nhẹ nhẹ thì bà phụ được. Dạ. Còn, đâu có làm việc nặng được đâu. Thì cũng lớn tuổi rồi có làm gì nặng thì sao mà làm nấu. Dạ. Ba ở đây là mấy chục năm rồi. Sao không cho bà ba phụ làm cái này ta? Hả? Cái này bà ba không lấy đường sao? Mắt yếu hả? Bà không có quen tay là dạ. Không có được chậm. Lớn tuổi rồi con mắt nó mờ đâu có làm này, cái này tỉa là phải thấy đường sáng nè. Nếu mình tỉa không thấy được thì mình nhấp nó bụng lúc trái hả? À. Cái này là mình làm ăn sản phẩm hả? Cái này ở nhà. Ở nhà. Rồi. Thôi em cảm ơn nhiều nha. Ừ. Dạ dạ. Cô là bán nước hả? Bán nước rồi. Bán cà phê đúng không? Bán cà phê. Là cô bà ba làm cho cô hả? Làm cho cô ngày 20 ngàn. Dạ. Cô đâu có lời đâu, cô cũng già, cô cũng làm gì có tiền đâu. Bán cho cô được bao nhiêu năm rồi? Cũng tính ra mấy chục năm rồi, tại chị ở đằng bên đó rồi mới là bên đây, chỉ là con cái có hai con đứa con mà rồi cũng đi làm mướn không thất nghiệp. Yeah. Rồi chỉ thì tốt lắm, biết dạy con lắm, con không có ăn cắp ăn trộm ở đây mà không có lấy cái gì của ai, chơi tốt lắm mấy chục năm rồi cũng khổ. Cô là cô mấy, cô gì? Cô bảy hả? Ừ. Ngày được 20 ngàn. Cô là có 50 à, cô cho cô có 20 còn ba chục cô ăn, cô cũng có một mình cô, có đứa con rồi cũng khổ, cô cũng không có nhà có cửa gì chứ. Thì mà cô thì đỡ hơn là cô có nghề buôn bán. Cô Bảy tốt quá ta. Lắp bồi đó đây, cô Bảy làm cái tiền, cô Bảy lắp bồi trơn luôn, lắp mấy cái này nè, rồi nó lỡ lối làm cầu rồi cô Bảy là có nhiều lắp hết trơn nhiều. Rồi con cảm ơn cô Bảy nhiều nha.